Mẹ ơi, chúng con thương mẹ nhiều lắm, cả cuộc đời mẹ đã đắm đuối vì con.
sao khóc cây nhờ. Mẹ ơi, sao phải đưa các con vẫn còn nhớ tuổi thơ năm ấy. Chẳng biết đi đâu từng bước chúng con theo. Mẹ nhà mẹ bảo từ con phải nghe lời mẹ, chúng con đâu có dám nhận. Mẹ và các con tư tưởng rằng mọi người đang lang thang vùng trộn. Mẹ, đâu hôm nay chúng con lại phải đưa tiếng mẹ như thế này. Mẹ ơi, thưa mẹ xin cảm đầu bạc. Người nghĩa trang gia đình chiều ngày hôm nay xào xạc lãng xư. Một mình mẹ chịu mẹ ư. Chỉ cả những gạch nặng vây đầy chúng con xanh. Chỉ sẽ tan sang ngày hôm nay từ từ lại bắt trên đường. Cả phóng ra đồ kèn sầu ai hoán thiết tha. Đường mẹ về chân động xa mưa rộng gió mùi. Lòng có thương ít muôn phần mẹ ư. Mẹ ư chậm chậm cho đời đã vô tâm quá. Để mái tóc mẹ sâu sợi mặt trắng đưa rồi. Một đứa nhận là con trắng lương đời. Mẹ lắm đủ để cho chúng con bất phần đau khổ. Nộp nhớ cho chúng con cùng các cháu chúng con ngàn lối nhớ. Nộp nhớ cho chúng con. Nộp nhớ cho chúng con giờ này đây chúng con nhớ về mẹ nhớ về cha. Ngày đầu tiên chúng con đến nước quãng đường xa. Mẹ có các con đưa các con đi chân vòi. Và như thế dọc đời cứ trôi vội. Giờ chân chúng con đứng các bước bước dày. Chỉ lo cho cha cho mẹ chân yếu tay run. Mà phải chống phải trèo vì cuộc sống. Sau chục ngày mưa ba trăm ngày nắng. Mẹ chỉ quen cái quốc con trâu. Chữ áo mẹ đã say nắng trên thành đông. Chữ quần cũ ít hạt bao mảnh vá. Mẹ thương các con người chẳng quản ngại gì mưa gió. Chỉ mong sao các con phan trao vô trong đường nên người. Thì thế thôi là mẹ đã mát nguyệt năm rồi. Mẹ chẳng ngày khổ. Chỉ sợ các con các cháu hư hỏng. Cuộc đời mẹ còn biến rộng. Được các con đi đến những bên bờ xa. Để đến nơi cuộc sống căm màu hoa. Chỉ đến định là mẹ còn gặp sức. Nhận được vẫn còn trong ký ức. Hình ảnh tuổi thơ chúng con bên mẹ vẫn còn nguyên vẹn một khắp trời. Nhận được lúc mẹ đi trở về nhà. Các con các cháu thường thường tưởng đến bên mẹ. Những từ ngày các con còn bé còn cốt. Các cháu vẫn thường đến bên bà. Được bà bé bà bồng. Bà vẫn lưu trong chút bà không buồn rời. Để khi các cháu lớn lên rồi. Bà lại lo dạy dỗ thành người trọng ngoan. Bà nội bà ngoại ơi. Nhiều con đợt bà đi trở về nhà các cháu thường vẫn lo về bà đâu. Các cháu thường chạy đến ôm chân bà. Đứa cầm bà áo. Đứa thì ôm lưng. Quầy quần bên bà quầy quả. Bà ơi. Tất cả bà không vì cháu vì con. Thật nắng vật vả bà có xa gì. Cả đời vì cháu vì con. Còn nghèo cháu hồ bà thành tươi nước nào. Đức bà xanh tựa non cao. Cảm ơn trời biển cả cháu nào dám quyết. Ẩn dấu nghề này các cháu chưa kịp ô đình. Thì nay bà đã quy tiết mất rồi. Thưa bạn bè quý vị, chỉ đang bạn bè thân bằng cũ hữu gần xa. Đây là giờ ban tổ chức đã cho đoàn đại cùng chuyển sang phần nghi lễ tiễn biệt và cùng đoàn đại cùng tổ chức phần nghi lễ tiễn đưa trên linh cổ Lê Thị Nhìn về đây an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 8 năm Tân Sửu. Vâng, trước hết thay mặt cho ban tổ chức đã chúc tôi cũng đã nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương về tính trách nhiệm cũng đã nhanh chóng lên với gia đình nhà hiếu để cùng sẻ chia tình cảm nỗi mất mát đau thương của với gia đình thân nhân tang quyến. Và cũng ở đây cùng quyết định thành lập sao ban tổ chức lễ tang để cùng chúng nó tang lễ cho cổ. Tổ chức lễ tang phía trong cũng như đang ở phía ngoài. Xin kính mời các quý vị chúng ta hãy cùng đứng lên để tỏ lòng thương tiếc cổ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức lễ tang trân trọng trước việc và kính mời ông Nguyễn Tuấn Khanh, phó ban tổ chức lễ tang lên đọc lời tiễn biệt.
gia đình cụ luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các con cụ khi lớn lên đều tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các ông bà không đang liên ra, thời gian gần đây cụ do tuổi cao bệnh nặng đã được gia đình và y bác sĩ bệnh viện tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng không qua khỏi, cụ đã ra đi vào hồi 19:43 ngày 24/9/2021, tức ngày 18/8/1988. Cụ hưởng thọ 80 tuổi. Chano. Sau đây ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời tới sự ủy quyền của gia đình nhà hiếu ông Lê Văn Tính đã có đôi lời phát biểu cảm ơn trân trọng kính mời các thân thành người bạn đại các quý vị của bà cái gì nhỉ của chúng ta sẽ đến chúng ta và nhất những cái bộ đây chúng ta sẽ xoay chân tổ phụ đi vào ngày phía trước. Ở trong phòng phía đi kêu phòng là thiếu có hai người nữa và là nhà con chú sắp bắt à. Vậy chân tổ cười cao, rất là mạnh đất thiền hòa. Chúng ta đã trở thành mạnh bóng mạnh đất thiền hòa. Đây